Trà sữa âm 18 độ C có lẽ đối với một số bạn trẻ bây giờ thì nó khá là xa lạ, nhưng mà đối với mình thì nó là cả một ký ức tuổi thơ thời học sinh. Trời ơi, bao nhiêu buổi cúp học, bao nhiêu ngày nằm lê lết trên đây. Chứ tự nhiên nghe là sẽ đóng cửa vào tháng 6 này sau 19 năm hoạt động, làm cho mình có một cái cảm giác rất là tiếc nuối luôn á. Cho nên hôm nay rủ nhau lên đây để ôn lại kỷ niệm nè. Như là cái người mà hôm nay đòi trà sữa âm 18. Tại các hữu phú nhìn đã lại từ chợ lớn downtown. Không biết ký ức của mọi người về âm 18 như thế nào. Ký ức của mình thì không nằm ở những ly trà sữa, mà lại nằm ở cái dĩa cơm cuộn trứng huyền thoại này nè. Nhớ hồi xưa cái thời mà còn đi học á là chuyên tụ tập ở trên đây, hẹn hò với mối tình đầu với lại cúp học đều là lên đây hết. Cái thời hồi xưa đi học á thì làm gì mà có nhiều quán cà phê giống như bây giờ, mà ở âm 18 á thì còn có mấy cái ghế nệm ngồi bệt dưới rất giống vậy nè. Cho nên lên đây chủ yếu là hưởng máy lạnh nè, ăn nằm cho đã xong rồi mới chịu về. Và có nhiều người nói vui là đi âm 18 mà không ăn cái cơm cuộn trứng này là không phải đi âm 18, bởi vì cái món ăn này nó đặc trưng đến nỗi đúng là chỉ có mỗi âm 18 mới bán thôi á mọi người. Cơm bên trong là được xào với sốt cà chua nè, thịt gà, ớt chuông, củ hành. Bên ngoài là sẽ cuộn với một lớp trứng rồi thêm sốt mayonnaise lên. Cái cơm bên trong là phải ăn nhão nhão vậy nha, nó mới đúng cái kiểu hồi xưa. Và cái nuôi xào bò ở đây cũng rất là đặc trưng nha. Chủ yếu là ở đây là họ làm cái sốt cà chua rất là nhiều luôn. Nhỏ mình lên đây là lần nào cũng gọi đúng hai món này. Còn trà sữa này là đúng cái kiểu trà sữa bột béo hồi xưa á mọi người. Nói chung là nó cũng không có thơm vị trà như những cái trà sữa bây giờ. Đây là hai món nước mà hồi nhỏ mình hay uống nè. Trà sữa trân châu với lại trà dưa lưới. Tính ra là mười mấy năm rồi á mình không có quay lại chỗ này luôn á. Mà hay ở chỗ là cái hương vị vẫn y như hồi xưa, cho nên lúc mà mình tới đây á, trời, cảm giác giống như mình đang quay lại cái thời đi học vậy đó. Đúng là con người mình thật lạ gì, khi mà cái quán nó có ở đó thì lại không biết trân trọng tới đây ăn, đến khi mà nghe quán đóng cửa rồi mới chạy qua đây xong rồi tiếc. Nhiều khi cảm thấy mình thật là tệ. Hy vọng là sau này ở Sài Gòn sẽ có một cái chỗ bán cơm cuộn trứng huyền thoại giống như vậy. Dù sao thì cũng cảm ơn Ái Nhi đã rủ chị em tới đây để cùng nhau ôn lại kỷ niệm. Hát ngõ lục gì chào xa mùn cả la, sáu gì biến quỷ hoàng nhậu sẵn sạch ke chào phai phai tí co này la.